Đó, bây giờ mình sẽ gọi cái liên hệ là Nguyễn Văn Thảo. Email là gì ạ? Văn Thảo. Rồi, các bạn thấy nhá. Thì chúng ta đăng ký ngay thì nó sẽ chuyển sang cái form. Cái form cái này đúng không? Chúng ta làm được không? Đăng ký ngay. Rồi, xem là ta vào chưa đúng không? Đó, vào luôn đúng không các bạn? Vừa vào luôn. Xin chào bạn, có rất nhiều bạn hỏi về KIP, về bảng giá của KIP và cách tính tiền của KIP theo data liên hệ từng cái giai đoạn như thế nào, thì các bạn hãy vào là hocvienkip.com, sau đó các bạn đến cái mục bảng giá và đây mình đã liệt kê chi tiết rất là cụ thể cho các bạn về các phiên bản của KIP cũng như là giá cả, các bạn ơi, thấy rất là rõ ràng đúng không ạ? Và hơn nữa đó là lộ trình phát triển của KIP theo data từng cái giai đoạn. Ví dụ như các bạn có một tài khoản Keep Pro cơ bản ở đây thì giá hàng tháng là 78 đô, mình đã tính chi tiết ra tiền Việt Nam như thế này. Và một tháng trung bình một data của bạn một năm là hết là 9.000 đúng không? Ví dụ như vậy. Và khi mà các bạn lên data ở phía dưới thì nó sẽ rẻ hơn và lộ trình rẻ như thế nào thì các bạn hãy vào hocvienkip.com, sau đó đến cái mục bảng giá để xem chi tiết nha các bạn. Rồi. Thì ở ổ lộ trình này thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách để đưa data của các bạn từ những cái form website có thể là không phải WordPress vào Keep các bạn nha. Và đây là cách rất là đơn giản, và website nào có mã code có HTML thì chúng ta cũng đều dùng được các bạn nha. Rồi. Thì chúng ta sẽ vào Keep và đến cái mục Automation. Tiếp đến thì mình sẽ tạo một cái chiến dịch mới như thường lệ các bạn nha. Và mình sẽ đặt ở đây là, đó, mình sẽ đặt tên của nó là thu data đây về Keep thì đúng không? Đó, sau đó mình ấn save. Và khi mà chúng ta tạo một chiến dịch trống như thế này thì các bạn hãy kéo một cái thẻ gold sang đây, đó là web form submit các bạn nha. À, kéo web form submit này. Rồi, thế thì ở đây chúng ta sẽ vào cái web form submit này để chúng ta chỉnh sửa, sau đó chúng ta lấy cái mã code ở đây chúng ta dán lên website của chúng ta nha các bạn. Thế thì mình ở đây mình có thì phạm đó là một cái nền tảng là Ladipage các bạn nha, nền tảng là Ladipage. Và như những video trước thì mình cũng đã hướng dẫn cho bạn cách đẩy dữ liệu trực tiếp từ Ladipage, từ form của Ladipage về Keep rồi, các bạn có thể xem trên kênh của mình. Còn ở khuôn khổ bài này thì mình sẽ hướng dẫn theo cách là dùng mã code các bạn nha. Rồi, thì chúng ta sẽ chuẩn bị Ladipage đúng không ạ? Và mình sẽ quay lại Keep. Thì các bạn hãy vào web form. Chúng ta sẽ click vào đây. Sau đó chúng ta hãy tùy biến đây, ví dụ đây là first name là trường đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có ở đây là gì ạ? Họ và tên nha các bạn. Chúng ta sẽ lấy first name, họ và tên. Đó. Và các bạn hãy bật cái này, là có nghĩa là chúng ta phải yêu cầu nha, bật xanh lên, bắt buộc phải nhập thì mới được. Đó. Rồi, cái mục email này thì các bạn hãy email thường dùng đúng không ạ? Ví dụ như vậy đi. Thường dùng nha các bạn. Đó, chúng ta cũng sẽ bật lên, bật sáng lên các bạn nha. Rồi, rất là đơn giản đúng không ạ? Submit đây là một cái nút đăng ký, thì chúng ta cũng hãy sửa lại là đăng ký ngay, ví dụ đăng ký nhận sách đúng không ạ? Rồi, và mình sẽ chọn vào center ở giữa và mình cũng sẽ chọn là custom size này đi. Thì mình có thể là cho nó to lên đúng không ạ? Chiều rộng này nó phải gấp đôi đúng không ạ? Ví dụ như là 350 đi. Đó. Lưu lại. Thì nó sẽ to ra như thế này, các bạn thấy không ạ? À, ok ạ. Chúng ta có thể click vào đây và chỉnh sửa thêm ở cái mục đá Advanced Styling này. Thì chúng ta sẽ chỉnh cho cái cỡ chữ của cái nút đăng ký nó to lên. Đó. Thì như vậy thì hoặc là màu chúng ta sẽ lấy một cái màu khác đúng không ạ? Ví dụ như mình lấy một cái màu xanh này chẳng hạn. Ok, ấn vào lưu. Rồi, đúng như vậy nha các bạn. Rồi, mình sẽ ấn lại này, màu này này. Kéo lên đây này. Sau đó ấn vào ok này. Lưu. Ok. Thì đây chính là màu của chữ các bạn nha. Mình sẽ làm lại. Thì mình sẽ lấy một cái màu khác. Ví dụ màu này đi. Ok. Lưu. Đó, đăng ký ngay như vậy nha các bạn. Rồi, rất là dễ đúng không ạ? Chúng ta đã có hai cái trường thông tin rồi. Nếu như chúng ta cần thêm một trường thông tin nữa, ví dụ như mình lấy là số điện thoại đúng không? Thì mình sẽ dùng là fill này, fill snipper. Chúng ta kéo cái phone xuống đây, chúng ta sẽ gõ đây là số điện thoại và số điện thoại các bạn nha. Đó, số điện thoại. Và ở đây thì
kiểu của nó chắc chắn là kiểu phone 1 rồi các bạn nha. Ấn vào require bật lên, lưu lại. Rồi như vậy chúng ta đã có một cái form như thế này rồi. Tiếp đến nữa thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ở đây là format của nó, đúng không ạ? Cái format thì chúng ta có thể chỉnh phông này, rồi chỉnh cỡ chữ, chúng ta căn trái căn phải ở phía này, bôi đen in đậm có hết các bạn nha. Đó. Rồi ở đây link thì chúng ta, nếu chúng ta có dòng chữ ở đây, chúng ta có thể quét link cho các bạn. Rồi vào cái mục insert này chúng ta có thể thêm ảnh ở dưới. DVD là nó sẽ phân chia các bạn nha, nó sẽ phân cách từng mục đấy. Đó. Rồi chúng ta snipper thì đây chúng ta như lúc nãy mình đã làm rồi, đúng không ạ? Chúng ta đưa thêm những trường, ví dụ như chúng ta có thể đưa logo vào, chúng ta có thể đưa ảnh vào, chúng ta có thể đưa một đoạn văn vào, ví dụ như mình đưa một đoạn văn này. Đó, đoạn văn bản, đúng không ạ? Rồi fill snipper thì mình đã đưa một cái phone rồi, đúng không? Thế bây giờ ví dụ như mình sẽ thêm một cái checkbox ở đấy nữa. Checkbox ở đấy nữa chẳng hạn. Đó. Rồi, mình sẽ gọi là đồng ý nhận thông tin từ Nguyễn Văn Thảo. Đó các bạn nha. Thì chúng ta sẽ ấn require align with field chẳng hạn. Đó, thẳng hàng với lại cái field này. Đó các bạn nha. Thì chúng ta sẽ tắt đi. Đó, như vậy thì chúng ta đã có được một cái phông như thế này rồi. Và cái dòng mô tả này các bạn có thể mô tả gì đó nữa, đúng không ạ? Thông tin của bạn hoàn toàn được bảo mật và tuân thủ theo chính sách trên website của coi trên website, đúng không? Ví dụ như này mình là nguyễnvanthao.com chẳng hạn. Như vậy nhé các bạn. Ok, như vậy là chúng ta đã có được một cái form. Đó, cái form rất là đơn giản như vậy thôi. Thì ở đây chúng ta cũng có thể là ấn vào format này, chúng ta sẽ chọn cái layout như nào đó, đúng không ạ? Kiểu đó. Chúng ta có thể bật, nó sẽ có là header, footer. Đó, nó sẽ có như vậy các bạn nha. Rồi chúng ta có thể chọn ở đây các kiểu, ví dụ như đây là màu xanh này đi. Đó các bạn nha. Hoặc là chúng ta edit thì ở đây chúng ta cũng có thể lựa chọn những cái màu cho phù hợp. Thì ở đây chúng ta chỉ cần làm một lúc là chúng ta quen, đúng không ạ? Đó, chúng ta quen. Ví dụ cái title các kiểu thì mình sẽ có màu như vậy. Đó. Rồi, đây là header, đúng không ạ? Đó, chúng ta có thể bật lên, nó sẽ có cái header đây. Đó, như vậy chúng ta có hết, đúng không ạ? Rồi ở đây chúng ta cần nữa, chúng ta sẽ xem. Đây, title chúng ta sẽ xem đây các bạn thấy này. Đó, nó sẽ có màu này, đúng không ạ? Thì ở đây mình sẽ đăng ký. Ok. Nhận ebook miễn phí các bạn nha. Ví dụ như vậy. Đó, rất là đơn giản như vậy, đúng không? Rồi, như vậy là chúng ta đã có được một cái form này. Thế thì bây giờ mình sẽ đổi cái này đi. Lúc nãy mình làm, đúng không? Thì lúc nãy các bạn thấy là đây là nó có một cái title, thì mình sẽ đẩy đi. Đổi màu đó, các bạn thấy không ạ? Đổi màu nó đổi đúng không ạ? Thì cái này chúng ta sẽ vào, chúng ta biết. Đó, chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ quen luôn, đúng không ạ? Rồi, thế thì sau khi mà mình đã có như này, các bạn phải nhớ một điều là các bạn sẽ phải là xuất bản nó ra các bạn nha. Dường như chúng ta sẽ xuất bản nó ra nha các bạn. Và khi mà chúng ta ấn vào đăng ký ngay thì nó sẽ chuyển sang cho chúng ta một cái trang là thank you page. Đó, thank you page. Rồi, đặt một cái tên mới cho cái style này, đó là form to lead. Đó các bạn nha. Đó, sau đó chúng ta sang thank you page này, thì chúng ta có thể là dán một cái đường link web form đây chúng ta. Đó, ví dụ như mình sẽ vào trong cái đây, tạo một cái trang landing page ở đây, đúng không ạ? Rồi thank you page, tạo landing page trắng này, đúng không ạ? Đó, thêm một cái section mới này, ví dụ như đây mình sẽ chọn là thị phạm các bạn nha. Rồi mình sẽ sử dụng cái này. Đó, mình sẽ xóa cái này đi. Rồi mình sẽ sử dụng một cái, đây là mình sẽ chúc mừng bạn. Đó. Đây. Mời bạn mở email nhận quà và
tham gia group học viện Keep nha các bạn. Ok, như vậy mình sẽ thêm mới một cái nút nữa. Đó, thêm một cái nút bottom nữa các bạn nha. Đây, thêm một cái nút đây, đó, dùng nút này đó các bạn nha. Mình sẽ thị phạm thôi, nên là màu gì đó đúng không? Màu trắng đi. Rồi chữ ở đây thì mình sẽ join Zalo các bạn. Đó, màu chữ thì mình sẽ chọn lại màu khác đúng không? Đó. Ồ. Đây, màu chữ này như thế này thôi, join Zalo như vậy thôi. Rồi mình sẽ căn chỉnh cho nó chuẩn các bạn. Thế thì cái đường link Zalo thì mình sẽ https zalo.me đúng không ạ? Rồi mình sẽ gõ tên mình nếu mà muốn kết bạn đúng không ạ? Có group chúng ta lấy group nha các bạn. Đó. Và mình sẽ paste cái link vào đây. Nút bấm đúng không ạ? Chúng ta sẽ thêm một cái nút bấm. Sự kiện thì sẽ mở liên kết. Đúng không ạ? Paste cái liên kết vào đây. Đó. Rồi, như vậy chúng ta sẽ ấn vào xuất bạn. Ok. Xuất bạn. Sử dụng ngay xem nha các bạn. Đó, mình sẽ click vào đây thì nó ra cái này rồi, và click vào đây thì nó về Zalo đúng không ạ? Rất là nhanh. Rồi, như vậy thì chúng ta đã có cái link của landing page này rồi, thì mình sẽ copy cái đường link này. Mình sẽ đưa về Keep. À, trường hợp đây là mình ví dụ là mình lấy ở ngoài các bạn nha. Đó. Cái đường link ngoài nha, mình sẽ xem lại đường link nó đúng nào. Đây đây, mình sẽ xem lại. Ok, như vậy là đúng rồi. Rồi. Đó, như vậy thì mình sẽ ấn vào redirect to thank you page. Rồi, như vậy thì mình sẽ xuất bản này các bạn này, xuất bản này. Và cái mục này thì mình sẽ click vào auto populate, có nghĩa là khi mà mình gửi cho danh sách liên hệ của mình á thì nó sẽ tự động nó điền thông tin của liên hệ vào cái form nếu mà họ đã ở trong Keep rồi các bạn nha. Và mình sẽ tắt cái này đi. Không yêu cái reCAPTCHA, tức là không sử dụng cái mã này. Rồi, còn code ở đây thì các bạn sẽ cái nền tảng web của bạn thì các bạn sẽ có thể copy HTML code này, HTML này hoặc là kiểu này để các bạn gắn lên cái form các bạn nha. Rồi mình sẽ ấn vào copy cái mã này. Sau đó mình quay lại. Sau đó mình ấn public, các bạn phải nhớ phải public ra nha các bạn. Đó, public đã ra. Xuất bản cái form này đã các bạn nha. Ở đây một chiến dịch là chỉ có một cái form không thôi các bạn nha. Rồi chúng ta lại tiếp tục vào. Chúng ta tạo một cái trang link, cái landing page đúng không ạ? Landing page ở trên, trên landing page. Chúng ta thêm mới một cái trang đúng không ạ? Tạo một cái trang. Chúng ta sẽ tạo một cái trang. Đây các bạn, chúng ta sẽ vào tạo một cái trang mới. Một cách sử dụng giao diện mẫu nha các bạn. Rồi mình sẽ ấn vào sử dụng luôn cái trang nào đó, ví dụ như trang này đi. Form to lead nha các bạn. Rồi tạo landing page. Rất là đơn giản các bạn nha. Chúng ta cứ từ từ, công thức đã có rồi và chúng ta sẽ làm để chúng ta quen. Một lần không làm được thì chúng ta sẽ làm lần 2, lần 3 nha các bạn. Rồi đây mình sẽ kéo xuống để mình, đây, ví dụ như mình sẽ đặt một cái form ở đây đúng không ạ? Mình đặt một cái form ở đây nha các bạn. Đó, đặt một cái form ở đây. Thế bây giờ mình sẽ ấn vào thêm mới này. Chúng ta sẽ thêm là mã HTML này. Đó, mình sẽ lấy cái này gắn vào đây. Đó, sau đó mình sẽ ấn vào sửa HTML và mình paste nha các bạn. Đó, dán cái mã ở trong Keep lúc nãy đúng không ạ? Đây, chính là cái mã này. Cái mã mà mình đã copy cái source code ở đây. Đó, JavaScript Snipper. Copy ở đây. Sau đó mình gắn vào đây các bạn nhé. Đó, mình đã làm rồi đúng không? Mình dán lại cho các bạn thấy này. Rồi mình sẽ ấn cập nhật, ấn xuất bản, ấn vào OK, ấn vào xuất bản này nữa các bạn nhé. Đó, mình sẽ sử dụng ngay. Rồi, ấn vào đây. Thì ngay lập tức là khi mà mình kéo xuống thì ở đây
đó, nó đã xuất hiện cho chúng ta cái form rồi đúng không ạ? Rất là hay. Và chính xác cái form này, chúc mừng các bạn nha. Cái form này chỉ là nó là đây đấy. À, nó là cái form này đúng không ạ? Và chúng ta sẽ back lại để chúng ta thấy. Rồi, đây nó là một cái goal đúng không ạ? Thế thì khi mà khách hàng đăng ký thì chúng ta gửi sách thôi, rất là nhanh đúng không ạ? Gửi sách. Và chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ ngay lập tức gửi cho họ một email. Gửi sách. Rồi, mình sẽ làm nhanh nha các bạn nha. Rồi, gửi từ này. Chúc mừng bạn, mời bạn nhận sách. Đó, ví dụ như vậy nha. Chúc mừng bạn đã đăng ký thành công sách EFS Trèo Phan Nô nha các bạn. Rồi, tiếp tục là mời bạn tải xuống tại đây. Rồi mình sẽ ghi là tải xuống ngay. Ví dụ đường link tải sách ở đây là gì ạ? Đây, bảng giá kíp luôn này. Đó các bạn nha, đường link tải sách là bảng giá kíp. Ok, mình vi phạm đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ xuất bản này lên và sẽ back lại nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ bật chiến dịch này lên. Đó, bật lại, public lại chiến dịch. Rồi, ok các bạn, như vậy là chúng ta đã xuất bản một chiến dịch. Và sau khi liên hệ, sau khi lead họ điền vào form thì ngay lập tức là gì ạ? Sách gửi về đúng không? Cho họ. Thì mình sẽ tắt đi. Rồi, liên hệ trong tài khoản này thì mình chưa có cái liên hệ nào đúng không ạ? Rồi, chưa có kíp, chưa có liên hệ nào thì bây giờ mình sẽ làm luôn các bạn nha. Rồi, mình sẽ vào lại cái form lúc nãy mình làm đây. Đó, thì bây giờ mình sẽ gọi tên liên hệ là Nguyễn Văn Thảo. Email là gì ạ? Văn Thảo amoc@xdata.edu.vn. Đó. 0788999999. Đồng ý. Rồi, các bạn thấy nha. Thì khi chúng ta đăng ký ngay thì nó sẽ chuyển sang cái form. Cái page này đúng không ạ? Chúng ta đã làm rồi đúng không ạ? Đăng ký ngay này. Đó, thì đấy chúng ta sẽ join vào group. Thì chúng ta sẽ vào trong kíp, chúng ta kiểm tra xem data đã vào chưa đúng không ạ? Đó. Vào luôn đúng không các bạn? Vừa vào luôn. Rồi, nào là vừa vào này. Đó các bạn thấy nha. Thế thì vừa vào thì nó sẽ có một cái, nó sẽ gửi cho chúng ta một món quà. Đây là lịch sử cũ nha, vì cái data này mình trước khi làm mình xóa cái lịch sử đi rồi. Thì ở trong automation nó sẽ xuất hiện luôn thu data về kíp, một contact. Đó các bạn nha. Đó, và nó đã gửi một cái email rồi. Thì chúng ta sẽ thử vào email xdata kia các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ vào cái email này thì đó, chúc mừng bạn nhận sách. Ok chưa các bạn? Rồi các bạn, rất là đơn giản đúng không? Như vậy là mình đã hướng dẫn cho bạn cách để các bạn có thể làm một cái form đăng ký ở trên website của các bạn, whatever nha, website nào cũng được. Thì chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta sẽ tạo một cái đoạn mã code ở trong cái web form submit của Keep. Sau đó chúng ta sẽ đẩy thông tin vào Keep và rất là dễ dàng đúng không các bạn? Rồi, thế các bạn xem video này thấy hay thì hãy ấn vào đăng ký kênh Nguyễn Văn Thảo. Và nếu các bạn chưa có tài khoản và muốn được mình hỗ trợ cũng như là hướng dẫn hoặc là tham gia gói coaching Keep của mình thì các bạn hãy inbox cho mình ở link phía dưới các bạn nha. Chào các bạn.